Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 6 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị tổ hợp 4 căn nhà xây mới nằm tại phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai. 4 căn nhà của chúng ta thì có diện tích từ 30 cho đến 32 mét vuông một căn, đều được xây dựng 5 tầng, thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ rộng. Với giá đang được chào bán chỉ có 3,75 tỷ cho một căn nhà như thế này thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về các căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là tổ hợp 4 căn nhà xây mới nằm tại phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với quý anh chị ngày hôm nay. 4 căn nhà của chúng ta thì có diện tích từ 30 cho đến 32 mét vuông một căn, với hướng chính nam và hướng chính đông anh chị nhé. 3 căn phía trước quý anh chị đây là hướng chính nam, còn căn phía trong cùng kia là hướng chính đông. Tất cả thì đều được xây dựng 5 tầng, thiết kế mỗi tầng một phòng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một ngõ sử dụng chung như thế này anh chị nhé. Ngõ vào 4 căn. Với căn ngoài này mặt tiền rộng nhất là 4,5 m, các căn trong thì hơn 4 m. Với mức giá đang được chào bán chỉ 3,75 tỷ cho một căn nhà như thế này thôi. Thiết kế tầng 1 là khu vực phòng bếp, phòng khách. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 mỗi tầng một phòng ngủ, khu tầng 5 là phòng thờ, sân phơi. Mức giá rất hợp lý. Đấy, những anh chị nào mà đang tìm nhà quanh quanh hơn 3 tỷ thì đây là một trong những lựa chọn nên xem. Đấy, phòng ốc rộng rãi. Hiện nay thì các tầng trên đang vào lắp bóng điện cho nên em sẽ quay đến tầng 2 thôi. Các tầng trên thì cũng tương tự anh chị nhé. Quý anh chị muốn mua những căn nhà hơn 3 tỷ thì hãy gọi điện thoại cho em Phương nhé. Đặc biệt là khu Định Công này cũng không có nhiều nhà tầm này nữa. Các tầng trên thì tương tự, sẽ khá tốt. Lắp bóng điện này giống nhau thôi, giống tầng dưới thôi. Đấy. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình cả một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.